Đây, xin giới thiệu đây là chân dung của cô gái khui một hũ sữa chua mà 2 tiếng đồng hồ rồi khui chưa được. Trời đất ơi, con nói văng nè trời. Mày ăn hay mày phá cửa vậy? Hiện giờ gửi không được. Thôi, nói chứ đừng có buồn nè. Cho lon nước ngọt nè, uống đi. Đó, 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 đó. Khỏi ăn, khỏi uống gì nữa đó. Trời ơi. Ủa? Cái này vô ăn ở chứ đâu phải tại tao. Nhiều khi lý trí cố gắng mạnh mẽ, nhưng trái tim thật sự yếu đuối.